bia và xăng. Hình ảnh dường như chẳng có sự liên đới, thế nhưng nó lại là hình minh họa rất trúng cho bài báo bia và xăng trên tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Trong bài báo này thì tác giả đã kể lại câu chuyện mắt thấy tai nghe tại Malaysia hồi tháng 8, tất nhiên là về giá xăng và giá bia. Tháng 8, đó là thời điểm mà giá xăng thế giới đã giảm về gần 40 đô la Mỹ một thùng. Và ở Việt Nam thì mọi người đang hàng ngày mong giá xăng giảm xuống. Bởi vì là giá xăng trong nước thời điểm đó đang là hơn 20.000 đồng một lít. Thế nhưng mà tại Malaysia cũng lúc đó giá xăng chỉ khoảng 11.000 một lít, tức là thấp hơn gần một nửa nếu mà so với Việt Nam. Lý do của giá xăng thấp là do Malaysia giảm tối đa các khoản phí và thuế đối với xăng dầu. Trong khi một lít xăng tại Việt Nam thì đang phải gánh đến 4 loại thuế, gồm là thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng. Và kết quả là giá cước cho một container hàng từ Malaysia đến Thành phố Hồ Chí Minh thấp chỉ bằng 1/5 giá cước cũng của container hàng đó nếu đi từ cảng Hải Phòng đến Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là câu chuyện về giá xăng. Còn giá bia thì sao ạ? Tôi thấy là chị giới thiệu một hình ảnh minh họa là về cả giá bia và giá xăng. Giá bia thì trái ngược hoàn toàn. Nếu như mà giá xăng của Malaysia chỉ bằng một nửa so với cả của Việt Nam thì giá bia tại Malaysia cao gấp hơn 3 lần so với giá bia của Việt Nam. Tức là nếu mà anh Long định mua một lon bia ở siêu thị ở Malaysia thì anh Long sẽ phải trả khoảng hơn 60.000 đồng Việt Nam. Tuy nhiên giá bia ở đây đắt là vì do Malaysia là quốc gia đạo Hồi thì tất nhiên là họ có quy định nghiêm ngặt đối với những cái hạn chế. Vâng, đúng là một phần lý do là như vậy. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta thử sang Singapore, một quốc gia ngay láng giềng và đa sắc tộc, thì chúng thấy là một chai bia ở đây cũng vô cùng đắt, giá phải lên đến hơn 100.000 đồng. Vậy thì tại sao mà giá bia ở Việt Nam lại rẻ đến như vậy? Tại sao mà so với các nước lại có sự chênh lệch đến như thế? Tôi không biết, tác giả bài báo cũng không nói. Thế nhưng mà ông có tiết lộ một con số. Đó là tổng nộp ngân sách hàng năm của Tổng công ty rượu bia nước giải khát Sài Gòn hiện đang là khoảng 13.000 tỷ đồng. Chỉ riêng tỉnh nghèo Hà Tĩnh thôi thì cũng đã thu được 380 tỷ đồng, bằng 1/7 tổng thu ngân sách của tỉnh. Và câu hỏi mà tác giả đặt ra ở đây là chúng ta chọn chính sách xăng dầu giá rẻ để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, giúp tăng tính cạnh tranh cho nền kinh tế, hay chúng ta khuyến khích người dân uống nhiều rượu bia để thu thuế được nhiều hơn. Và tạm bỏ qua những tác hại của rượu bia đến đời sống xã hội thì hãy nhìn con số mỗi năm cả nước xuất khẩu gạo được 3 tỷ đô la Mỹ. Thế nhưng mà người dân trong nước cũng đốt luôn 3 tỷ đô la Mỹ đó vào bia và rượu. Thì cứ uống thôi, mặc cho TTP đã rất cận kề.